tí nữa bà mới cho mày ăn hàng nhá. Ôi, ai cũng lôi dòng họ nhà tớ nhà để chửi ngu. Xem đây này, trời, ngu là ngu thế nào? Muốn thể hiện rằng mình trâu bò thì chớ có mà chọn cái xe bé tí này nha. Cái xe dạy gì mà lại lựa mấy cái con bốn bánh kia. Nhỡ có bể hề gì thì bán hết thịt trên người đi cũng chẳng đủ đèn đâu. Hôm nay chỉ cho các bác một trò chơi rất chi là phê. Mà nếu không phê thì có thể là cái mông sẽ rất là ê. Ôi giời mẹ ơi, tao chỉ là cái cầu bập bênh cho lũ trẻ con chơi. Mà một đám to xác chúng mày đè lên thế này thì thánh thần nào mà chịu cho nó nổi hả? Chỉ cho anh em cách để đi qua cầu độc mộc nha. Bí quyết thì chỉ có một đấy, đó là phải dũng cảm. Nên là dũng cảm đối với mặt, với việc rơi xuống nước. Vì trước khi gì thì nó cũng ngã mà thôi. Đấy, chị em đã thấy tai hại của việc xếp hình số đông trong cùng một lúc chưa? Trời ơi, cứ từng một tí thì thấy đâu ra nồng nỗi. Dạy mùa hè nóng nực mà làm que kem thì thích phải biết. Cơ mà liếm cẩu liếm gì cũng được chứ đừng có mà liếm kem nha. Cẩn thận nó dính thế này thì có mà toang luôn ấy chứ. Cô nàng này giống như đang thử giả bộ xỉu để xem con pet nhà mình nó hành động thế nào đúng không? Coi bộ cô cậu cũng biết sơ cứu phết đi chứ. Có điều nhà nào có em bé thì chớ dại anh thử kẻo mồm này bốc mùi nha. Thợ máy là công việc yêu cầu kỹ thuật các cụ ạ. Nghe nhỉ, có điều ấy, làm nhiều ấy thì cũng quen tay. Khổ cái là đôi lúc lại quên mất cái não. Muốn thử bộ bền của cái đuôi xe, xe nó thế nào, cái chú cài số lùi rồi dẫm chân ga thôi. Úi giời, đơn giản lắm. Đấy, nơi nào mà có siêu nhân ý thì mọi thứ chẳng bình thường được. Đấy, đến cái ấm nước ấy cũng chẳng chịu nổi điệu lắc lư của chị là hiểu rồi. Một trong những yếu tố khiến nhân loại có thể phát triển chính là nhờ vào bản tính tò mò, thích tìm hiểu. Và đây là một thanh niên tìm ra cái cách để biến hóa mỏ nhọn cho loài người. Đấy, thấy mấy cái trạng biến thế thế này mà bốc lửa ấy thì các bác cứ chịu khó mà né ra xa một tí nha. Chứ đừng dại mà ghé mà chữa cháy thì chắc là cũng có siêu nhân, hoặc là hiếm lắm thì cũng phải người phúc phận thuộc dạng gọi là mộ tổ bốc khói mới may mắn an toàn thôi đấy các cụ ạ. Vâng, chúng ta đang chứng kiến một chiếc xe bị lật và nhân viên cứu hộ đã được mời đến để công việc của các anh tiến hành thế nào. Có vẻ như là mọi thứ cũng không phức tạp cho lắm mấy. Họ cũng đã hành động rất dứt khoát. Sau đó thì đơn giản là gọi thêm một chiếc xe cứu hộ khác. Hy vọng là những khoảnh khắc vừa rồi đã mang lại cho anh em những giây phút vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu thấy video hay và hấp dẫn thì đừng quên like và subscribe để ủng hộ bọn mình nha. Còn bây giờ thì Duy Hiếu xin được nói lời chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Hello anh em, chào mừng anh em đã đến với channel của tụi mình. Là la la, chúng ta là ai lúc không may và tin rằng đã không ít lần các anh em đo trời xui đất khiến gặp những cái chuyện gọi là chẳng đầu vào mấy đâu cả. Mà khi ấy thì chỉ muốn là chửi thề cho nó dễ chịu thôi. Sau đây là những con người cùng cảnh ngộ với nhau nha. Phim ảnh và ngoài đời nó khác nhau quá đấy các cụ ạ. Úi giời, khỏe hủy diệt. Trong phim thì ngầu lòi nha, mà kẻ hủy diệt xe đạp thì hình dạng như này này, như này. Và thế là hết. Một buổi chiều buồn, mất luôn cái tivi rồi. Rồi ơi, hai anh em cố gắng lên một chút nữa thôi, rồi xong việc ta đi làm vài chai giải mỏi. Cơ mà xảy ra chuyện thế này thì tôi cũng mặc kệ nó đi, rồi đi nhậu luôn và vừa nha.
Ui ở trên tay chú cầm mới là nhiều thế kia thì tiếc làm gì một món đồ rơi. Giờ thì đừng có nói là hạt vừng mà đến cả dưa hấu cũng mất nha. Ôi dồi ôi, làm như này thì chả sợ phải ướt giày nữa. Này người anh em khá đấy. Chỉ là ý tưởng thì tốt nhưng mà hành động còn kém quá. Thôi ông cứ nhắm mắt và chấp nhận cái sự thật nó đi. Nhìn xem nào, tớ lau cái cửa kiếng thì mình cho sáng bóng hơn đây này. Có đi mà phải cẩn thận nha, nhưng mà phải cẩn thận kiểu bị lừa đấy. Lái xe nâng không phải công việc dễ dàng gì đâu anh em ạ. Nope. Nhìn người ta huynh đệ thì phải biết gì đấy nhỉ, tốn cả ngày thì chất hết cả cái đống này. Cô mà chưa xong thì đã thế thì không biết tiền lương nó có đủ để bù lại cho mấy cái gọi là lon rơi nhưng hư hỏng thì không nữa. Mùa đông nó khổ ở cái chỗ này thế này, rồi băng tiết dày thế nên là mới cho rằng là an toàn. Hẳn là dùng cái mông để nghĩ nên mới lái cái con xe làm cả tấn đi lên. Mở nắp một cái hộp không có gì khó cả. Cứ làm như cô này này, rồi đấy, các bạn sẽ rút ra được cái kinh nghiệm luôn. Lần sau nhớ tra Google nha, xem em hướng dẫn như thế nào dám làm. Hóa ra là anh lính đang chữa cháy. Công việc rất chi là thần thánh. Nope. Nhưng mà cứu hỏa thì lo mà tập trung vào đấy nha. Đừng thấy được camera xong rồi lại son xem dễ hỏng việc lắm. Xin tự giới thiệu với anh em, tớ là chiến binh của những vì sao đấy. Thấy cây gương ánh sáng này lợi hại chưa? Mới vung vài chiêu thôi mà nó bay mọi nó cái tivi vào đây này. Có cái cổng không đi lại thì cái tích leo rào. Không biết có phải là do mặc váy nên là mới kiếm thế này hay không. Thế thì thêm thức nước chốt thì phải dạng này ấy, thì nó món ăn nó mới đậm đà chứ. Còn ngon hay không thì chưa biết nhá. Dáng nhìn thì có vẻ là hai chú thì hơi là nghi ngờ rồi đấy. Thì chắc là thèm rượu quá nên là thì mới vào đây mượn một chai cái gì. Lần sau là phải mặc cái quần nó tốt hơn một chút cho dễ giấu nhá. Đấy, chơi gôn mà cái lỡ có gặp cái cảnh này thì thôi chứ. Khó mà tìm cái gậy mà nhặt bóng được rồi. Cố gắng thế này làm gì để mà giờ dính một cái lớp gọi là mớ bùn vào người. May là bãi bùn nó không có quá ăn lún ấy. Chứ không thì có mà thì không nhẹ nhàng như vậy đâu nhá. Cho cá ăn kiểu này thì chắc còn mà địch luôn như này đấy. Còn may là chú chưa bị đây dùng hàm răng sắc nó hôn môi rồi đấy. Đúng là chả có cái dạy nào bằng cái dạy nào cả. Các chị em có chơi trò lắc lư thì nhớ cất kỹ đồ dùng thì buộc chặt mọi thứ nha. Không cẩn thận như là đến cả hàng họ cũng rơi chứ không nói gì là điện thoại thế này đâu. Không hiểu mọi người nghĩ thế nào thì chắc hiểu sao tôi lại cứ thấy phụ nữ đi rơi xuống nước thì còn đẹp hơn cả trên bờ các ông ạ. Vợ bác nào thích đi du thuyền ấy thì mà kinh tế nó khó chịu ấy thì cứ thử xem cái cách này nhá. Coi bộ là cũng không có tệ lắm đâu. Cái quan trọng là các bác đừng có bắt chước cái kiểu nhảy này lên thuyền của em ấy. Để tôi chỉ cho anh em cách xử lý một cái gọi là cây sát nhà an toàn nhá. Đầu tiên ý là phải dùng cái sợi dây cố định cái hướng ngã của nó đã. Tìm vài cái người kéo, giờ còn một người thì cưa. Vấn đề đơn giản lắm. À mà quên nhắc anh em ý là nhớ tìm nhiều người một chút. Nope. Ba người là không suy nghĩ nổi đâu. Bị kẹt rồi. Một lần là nhớ đời rồi nha. Tiện thể nó nhắc luôn như này, chị em nào mà có tập cái gọi là cái sờ quắc thì nhiều khi đừng cứ tưởng là thử cái trò này khổ lắm luôn ý. Nhé, rồi, người thông minh luôn có những cái cách để mà vượt qua khó khăn. Đấy, các cụ nói chẳng sai thế nào cả. Nhìn cái cảnh này đi thì biết. Cái con đường nhỏ hẹp thế này thì không khó để hai chiếc xe né nhau. Chỉ cần linh động một chút thôi là ổn rồi. Quan trọng là sau đó thì nhờ người lật xe còn lại lên. Thì đơn giản mà đúng không? Ồ, đúng rồi. Treo dao là một công việc yêu cầu kỹ thuật các bác ạ. Đầu tiên là
phải xem nó là rào gỗ, rào tre hay là rào lưới B40. Tiếp theo ấy là cần phải nhờ một anh nào đó bê cái mông cao lên một tí. Như vậy thì cảm giác nó mới tốt hơn một chút. Vâng, hy vọng là những khoảnh khắc vừa rồi đã mang lại cho anh em những giây phút vui vẻ.